có cái gì mấy con không đồng ý trong cái vấn đề này không, hay là hoặc là nói tôi muốn đi mượn băng nghe băng, hoặc là mượn đĩa để nghe đĩa bằng cách này bằng cách khác, các con thấy như thế nào? À, các con có góp ý không? Con có ý gì? Cứ nói, con cứ đứng ra nói đi con, không sao đâu con. Thầy, nếu như con mặc dưới lục dây những cái túi sắt thì hát ra con có bị mặc À, con hỏi, con ngồi xuống đi con ngồi xuống. À, những cái giới thì các con rất cần, bởi vì trong cái giai đoạn này là giai đoạn mấy con tu định vô lậu, thì những cái giới luật rất cần, ví dụ như 10 giới sa di đó, 10 giới sa di con thấy nó nằm ở trong cái đường đi của nhân quả, nó trọn vẹn ở trong đó chứ đâu có bỏ được không. Cho nên những cái sách mà thầy viết như 10 giới đức tính sa di hay hoặc là giới tỳ kheo tăng tuyệt chân ni đều là những cái bộ đó cần phải nghiên cứu đọc. Và nói chung là hầu hết là mấy con có thể đọc những cái bộ sách của thầy viết như những lời Phật dạy đều tốt hết, bởi vì đó là nhằm cái đường đi. Còn bây giờ các con lấy trung bộ để các con đọc, rồi các con suy nghĩ từ cái từ ở trong đó, mấy con cũng nhiều khi mấy con chưa tu mấy con không hiểu đâu, rồi mấy con lại hiểu qua cách hiểu của mấy con thì nó lại làm cho mấy con bối rối, nó không biết là cái đường nào mà đúng rồi. Thầy đã từ ở trong những bộ kinh trung bộ hay trường bộ hay tăng chi tương ưng, thầy đã viết ra nó thành những lời Phật dạy rồi, thì cô đọng những cái bài kinh cụ thể nhất để xác định được những cái điều mà Phật đã dạy cho chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta cần gì phải nghiên cứu. À, sau này khi mà chúng ta đi dạy đứng lớp mà cần thiết để mà chúng ta hiểu, thì chúng ta sẽ đọc lại những kinh trường bộ trung bộ tăng chi tương ưng để chúng ta thấu suốt, để mà chúng ta dạy, để có người mà hỏi chúng ta cái bài kinh nào đó thì chúng ta biết, chúng ta trả lời cho đúng hết. Còn bây giờ mấy con đang tu tập dạng được sự hướng dẫn của thầy, đặt trọn niềm tin ở thầy dẫn dắt mấy con đến chỗ giải thoát hoàn toàn, thì bắt đầu những điều thầy dạy chắc không sai của lời Phật dạy đâu. Cho nên tin ở thầy và những kinh sách của thầy viết như những lời Phật dạy, các con đọc được để các con góp thêm cái phần để mà các con viết những cái bài luận này cho nó chính xác hơn. Và nhất là cái bộ giới thì mấy con càng đọc nhiều càng tốt, bấy nhiêu càng đọc kỹ mấy con thấy cái bộ giới 10 giới đức tánh sa di, tức là văn hóa Phật giáo truyền thống mà hôm nay được xin phép rồi, mấy con đọc đi đọc lại, nó làm cho mấy con thấy thích thú và thấm nhuần được cái đạo đức của Phật giáo đã dạy chúng ta. Nó rất hay mấy con. Mấy con thấy La Hầu La là một đứa bé nhỏ mà được dạy rất kỹ lưỡng ở trong những lời giáo giới La Hầu La mà Đức Phật đã dạy rất kỹ mấy con. Không còn chỗ nào gọi là Đức Phật dạy kỹ hơn là những cái bài giáo giới La Hầu La cho một đứa bé. Bởi vì còn nhỏ tuổi mà được tu tập thì Đức Phật phải chú ý hơn nhiều, chứ không phải nói đó là con Phật Phật chú ý đâu, không, mà chính đó là tượng trưng cho một người tuổi trẻ nhất trong cái giáo đoàn của Đức Phật tại bây giờ. Cho nên tập trung để dạy dỗ, tức là chúng ta thấy Đức Phật dạy dỗ đạo đức thật sự cho một cái đứa bé mới vào, thì các con hiện giờ coi như những La Hầu La trong lớp học này, coi như những đứa bé chưa biết gì hết, cho nên mấy con cần phải đọc những giới luật đó để thấm nhuần. Các con thấy một cái giới như đất, một cái giới như nước thôi mà Đức Phật dạy La Hầu La thầy thấy tuyệt vời, cũng đã giải thoát rồi mấy con. Nhưng chúng ta giữ được nó hay chưa? Nếu mà chúng ta giữ được nó thì chúng ta phải biết bao nhiêu công lao, biết bao nhiêu sự tư duy mới tâm mình như đất được, tâm mình như nước được, chứ không phải dễ. Đó là những điều mà ở đây đưa ra để chúng ta thấy được cái chỗ mà chúng ta tu học không tự ý tập thêm các pháp ngoài sự hướng dẫn của trưởng lão, không tự ý tập thêm giờ dẫn tới căng thẳng ức chế thân tâm. Nghĩa là các con đừng tập hơn, ví dụ như thầy cho 1 phút thì mấy con tập 1 phút, rồi mấy con thấy con tăng lên thử 1-2 phút, mấy con thấy vẫn chủ động được và vẫn không thấy sự kiện gì xảy ra thì mấy con có quyền tập, chứ đâu phải thầy bắt buộc phải tập 1 phút đâu, các con hiểu điều đó. Nhưng 1 phút phải căn bản, còn nếu mấy con 1 phút chưa căn bản, sáng mấy con tu nó tốt, nó nhiếp tâm và an trú rất tốt, buổi chiều nó không tốt, nó có niệm xẹt vô, mà mấy con lại tu 2 phút thì mấy con tu như thế nào đây, không căn bản mất rồi. Hay hoặc là chiều sáng mấy con tu tốt, chiều tu tốt, tối gục 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 tới gục lui không có nhiếp được, thì như vậy là mấy con sao mà mấy con lại không tu 1 phút này, khi nào chừng nào mà buổi tối mấy con tu 1 phút mấy con cũng đạt được chất lượng như là buổi sáng buổi chiều, rồi buổi khuya thức dậy mấy con nhiếp tâm thì mấy con cũng an trú được như vậy, thì như vậy mấy con có quyền tăng lên chứ sao lại không tăng. Nhưng mấy con tăng lên mà mấy con bị căng đầu nhức đầu thì đó là mấy con ức chế, thì có mấy con phải đứng lại liền, bởi vì thầy đã dạy rồi mấy con biết rõ ràng. Còn nếu mà không thì tức là mấy con phải nhớ là mấy con đã không bị căng đầu nhức đầu,
thì ít ra mấy con cũng xả tâm được một phần nào đó, cho nên cái chỗ mình nhiếp tâm mấy con mới tăng lên được chứ không phải dễ. Có nghĩa nếu mấy con cố gắng tập trung mấy con đạt được 2 phút, 3 phút, 5 phút mà các con không xả tâm thì chắc chắn là mấy con cũng sẽ bị căng đầu. Không sai chỗ đó, và đồng thời nếu không thì mấy con sẽ bị lọt vào tưởng. Đó là cách thức mình thấy rõ được cái pháp tu, nó sai, nó đúng mình thấy rõ rồi. Vậy mà các con tăng lên là các con biết ở mình tăng lên cái này là được, mà cái này là không được là gì? Hiện tượng nó xảy ra, nó báo cho mấy con biết đó là bị ức chế tâm, thì mấy con đang tu sai. Có nhiều người tu sai mà lại rủ người khác viết thơ, viết từ đưa cho người khác, phóng vào khắp người khác, khích lệ cho người ta tu theo mình. Thì các con thấy khi mình tu sai mà muốn người ta cũng tu theo mình thì như vậy sai. Ví dụ như bây giờ thầy Chân Thành, thầy tu suốt đêm, thầy không ngủ, mà thầy muốn người nào cũng như thầy, thầy viết thơ, thầy phóng cho người này thì đó là thầy Chân Thành sai. Vì đặc tướng người ta chưa tới đó, mà ép buộc người ta đến chỗ đó thì coi chừng người ta đi cùng sai. À, cho nên đó là một cái sai. Cũng như người ta tu cái đó nó không được thì mà mình lại viết thơ mình nói là tu về vậy, thì do đó mình làm cái điều đó là điều sai. Ở đây cái người mà hướng dẫn chỉ có thầy là người duy nhất. Nếu mà mình là người đã tu tập xong rồi mình hướng dẫn mà đến đây để dẫn dắt người khác tu tập như vậy là mình không đúng, làm như vậy là sai. Rồi lỡ người ta rối loạn thần kinh hay điên khùng bệnh tật ngay dại thì mình làm sao đây? Đó là mình chưa tu tới mà mình chỉ nghĩ thôi, mình tưởng thôi thì mình đã tự hại mình mà mình còn hại người khác. Nghĩa là bây giờ ở đây các con tự tu mình mà thôi, chỉ có người hướng dẫn là thầy. Mình tu chừng nào mình tới rốt ráo rồi nè, chừng nào mà thầy chấp nhận à bây giờ các con sẽ ra giải, các con sẽ làm chủ được vốn sự đau khổ thì chừng đó mới được. Đối với đạo Phật không phải nói Bồ Tát là chúng ta tu như xong rồi đi ra giải đạo đâu, không phải đâu. Đối với dưới Phật á thì cái người tu xong là mới được quyền giải, đi giải. Còn người mà tu chưa xong thì cũng như con người mù mà vẫn bị mù thì không được, không chấp nhận trên con đường đó, bởi vì mình chưa biết. Hầu hết đây là cái lỗi của các thầy đại thừa tu chưa có rồi mà cứ dỗ ngực xưng tên mình là Bồ Tát để dẫn dắt mọi người, cổ xe lớn, vừa tu vừa độ người kiểu này. Thì cho nên tới bây giờ mà chúng ta thấy chưa có một người nào làm chủ sanh già mình chết được hết là cái lối này. Tu chưa xong chỉ có học trên chữ nghĩa thôi mà đi ra dạy người khác tu, có điều đó là điều giết người chứ không phải là tu tập gì cả hết. Cho nên ở đây nếu mà thầy tu tập mà thầy không làm chủ được sinh già bệnh chết, nhất định là thầy chết gục ở trong thất chứ thầy không bao giờ về nhà. Cái lời này Đức Phật đã cảnh cáo trước rồi. Cho nên vì vậy mà hôm nay thầy biết mình làm chủ được, cho nên thầy dạy mấy con. Vì vậy mấy con tin nơi thầy cũng như Đức Phật tu chính đạo mới đi ra dạy giảng pháp. Ngài đưa ra bốn chân lý, bốn sự thật của đời người, làm cho tất cả những giáo pháp của hoài đạo, làm cho tất cả những hoài đạo trong thời Đức Phật đều bị rung chuyển, đều bị rung chuyển với cái giáo pháp tứ diệu đế, bởi vì nó là cái chân lý của loài người. Còn tất cả giáo pháp của hoài đạo Bà La Môn trong thời đó không phải là chân lý, cho nên đều rung sợ trước cái giáo pháp đó. Cho nên bây giờ thầy đưa ra cái giáo pháp của đạo Phật, bốn cái chân lý này, và đưa ra cái lớp bát chánh đạo này đã làm cho rung sợ tất cả những pháp môn của đại thừa. Hiện giờ đại thừa thiền tông sẽ đứng mà nhìn ngó thấy cái lớp học của thầy. Thầy nói thật sự, thầy đào tạo mấy con tu xong mấy con sẽ thấy là đại thừa không còn đất đứng ở trên cái hành tinh này, chứ đừng nói. Nghĩa là giáo pháp sai là không còn đất đứng, bởi vì đây là cái chân lý của con người, là đạo đức của con người, cho nên tất cả những tôn giáo đều bị đứng một bên hết, không còn cái chỗ cục cửa nào đối với cái giáo pháp chân lý này. Thầy nói thật, mấy con cố gắng mấy con tu tập đi rồi mấy con sẽ thấy cái chấn chỉnh tất cả những cái tư tưởng sai của con người từ xưa đến giờ đều nằm trong tôn giáo, đều nằm trong các hệ phái tư tưởng triết học, đều là bị đứng qua một bên tất cả, vì đây là chân lý của loài người. Sự thật đem lại cho con người có một cái sự sống bình an, hạnh phúc, giải thoát thật sự. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng, mấy con lời thầy nói mạnh bạo, lời thầy biết đúng sự thật, cho nên thầy không sợ một cái hệ tư tưởng nào và một cái tôn giáo nào trên hành tinh này đang có hiện mặt. Thật sự thầy biết đây là cái đạo đức của con người, thì chỉ có con người mới thụ hưởng, mới thọ hưởng được cái đạo đức này. Cho nên vì vậy mà thầy muốn chấn chỉnh nó, thầy muốn dừng lại nó. Cho nên mấy con phải cố gắng. Mấy con là người diễn phúc được học cái lớp đầu tiên của bát chánh đạo, thì mấy con là người diễn phúc lớn nhất. Làm sao có một lớp đầu tiên thứ hai nữa được mấy con? Nếu lớp bát chánh đạo này được tiếp tục thì nó sẽ là lớp thứ hai. Và những người học lớp thứ hai
thì phải là thứ hai chứ không thể làm thứ nhất được. Và những người học lớp thứ nhất là chính những người hiện diện trước mặt thầy. Nó đi vào lịch sử mấy con, nó sẽ đi vào lịch sử của loài người, vì chỉ có loài người mới có nền đạo đức này. Nó mang danh là đạo đức nhân mà. À, cho nên những điều mà trên đây thì mấy con đã đồng ý, đã đồng ý những cái giờ quy định như vậy. Thì quy ước thứ 8, trên giảng đường khi nào trưởng lão cho phép thưa hỏi một mọi tu sinh được trình bày điều mình cần thưa hỏi. Khi thưa hỏi phải cân nhắc kỹ nội dung thưa trình, không để lãng phí thời gian của trưởng lão và bạn đồng tu trong lớp đang chờ thưa hỏi. Ngoài giờ, ngoài số buổi quy định, không được tự ý gặp thưa hỏi riêng, trừ trường hợp đặc cấp cần gặp trưởng lão, đều phải qua trình trưởng lão, chờ ý kiến trưởng lão báo lại mới được gặp. Thầy đã cho mấy con ví dụ cái quy ước 8 này á, thầy đã cho mấy con biết rõ ràng đó, là các con muốn hỏi thầy á, thì mấy con ghi cho chính bây giờ hỏi cái gì, chứ đừng hỏi nó lầm dầm, nó mất thì giờ lắm. Và đồng thời mấy con đừng hỏi thầy thình lình. Thầy thật sự ra thì thầy biết khi đang đi trên đường vậy, mấy con gặp thầy, mấy con hỏi thầy, thầy cũng lịch sự thầy đứng lại. Nhưng mà khi đứng mà hỏi như vậy thì nó rất là, nó không có, thầy thấy nó không có cái quan nghi tế hạnh, cái tư cách của một cái người mà hỏi. Khi muốn hỏi thì mình phải vào một cái nơi vị trí đâu đàng hoàng mà hỏi. Cái người nam thì nó cũng không đơn, nó cũng không có lịch sự đâu, mà huống hồ là cái người nữ và một cái người nam đứng nói chuyện nhau ở giữa đường thì nó không hay chút nào mấy con. Cho nên khi mà con muốn hỏi thầy thì thầy đã cho cái giờ khác mấy con hỏi. Ví dụ như bây giờ mấy con tới giờ, ví dụ như 7 giờ sáng mấy con cứ đến đây muốn hỏi thầy cái gì, cứ 7 giờ sáng. Rồi mấy con có muốn hỏi thầy gì đó, 2 giờ chiều mấy con hỏi. Thì tất cả những cái giờ đó thầy đã cho phép mấy con rồi, thì mấy con cứ đến hỏi. Đừng thấy thầy ở đâu mấy con hỏi đó, thầy thật sự thầy rất thông cảm mấy con. Khi gặp khó khăn mà khi gặp thầy hỏi thì mấy con rất mừng, rất mừng cái điều đó. Giống như cha con mà hỏi nhau, nhưng đời họ có tha thứ cho mình được đâu mấy con, họ đâu có tha thứ đâu. Các con hiểu điều đó, cho nên rất khó. Họ nói thầy dạy học không có quay nghi tế hạnh, đụng đâu nói chuyện đó, đụng đâu nói chuyện đó. Các con thấy cái lời họ phê bình mình không? Cho nên muốn cho người ta đừng phê bình mình là những người học đạo đức mà để người khác phê bình mình thì mình rất xót xa mấy con, rất xót xa. Cho nên thầy biết rằng các con gặp thầy là có con rất mừng, được nghe lời thầy, được lời khuyên nhủ của thầy. Mặc dù là mấy con tu chưa tới đâu, nhưng cái lời mà nói của thầy nó làm cho mấy con rất là vững cái niềm tin và cái sự tu tập mấy con cố gắng hơn. Cho nên thầy biết thầy là cái nguồn sống của mấy con, là cái sức sống của mấy con hiện giờ. Cho nên lúc nào mấy con gặp thầy mấy con cũng thấy hân hoan hết. Nhưng có cái điều kiện chúng ta phải cố gắng về vậy, vì xung quanh chúng ta có nhiều người họ nghi kỵ, có nhiều người họ nghĩ sai, họ làm cho chúng ta rất là khổ tâm. Cho nên chúng ta muốn cho mình được bình an, không được ai nói gì mình, thì giờ giấc các con cứ đến thưa hỏi gì thầy sẵn sàng thầy trả lời mấy con, mà không có làm cho cái lớp học của chúng ta mang tiếng không tốt. Người ta luôn luôn người ta sẽ phá mình đó, người ta sẽ phá mình. Bởi vì cái lớp học của mình mà tan vỡ thì cái đất đứng của người khác họ mới có. Còn cái lớp học mình đã đạt được kết quả và càng ngày càng tốt hơn thì họ rất sợ mấy con. Họ thấy thầy tổ chức cái lớp học Bát Chánh Đạo như thế này, họ hoảng sợ. Họ nghĩ rằng từ xưa đến giờ không bao giờ có cái lớp học nào đào tạo chứng quả A-la-hán hết. Các con nghe, từ Đức Phật đến giờ Đức Phật dạy người ta tu chứng đạo, chứng quả A-la-hán, chứ không có cái lớp học đào tạo quả A-la-hán. Mà ở đây hôm nay trong cái thế kỷ chúng ta lại có cái lớp học đào tạo chứng quả A-la-hán thì mấy con nghĩ sao? Mà thầy làm được điều đó, thầy biết được điều đó. Tại sao? Nó không phải là những cái gì cao xa, cái tầm dốc của con người chúng ta làm được mà. Thời Đức Phật không có tổ chức được như vậy là gì? Trong cái giai đoạn của Đức Phật không phải là giai đoạn như chúng ta hiện giờ. Giai đoạn chúng ta hiện giờ là giai đoạn khoa học, cái gì thật chứ không thể mơ hồ được. Còn giai đoạn của Phật là giai đoạn còn bộ lạc, cho nên sống trong mơ tưởng nhiều lắm, sống trong tưởng nhiều, cho nên không thể tổ chức được như thế này được.
Và đồng thời trong thời Đức Phật, các con biết có cái chương trình giáo dục để đào tạo cái sự học con người không? Một ông thầy mà giỏi, biết chữ, biết nghĩa thì họ mở cái lớp học riêng mà dạy, chứ đâu có cái chương trình giáo dục như chúng ta rộng rãi cả nước như thế này. Nó đâu phải như bây giờ đâu. Cho nên cái chương trình giáo dục ngày xưa của cái con người thời xưa nó không có. Mà hiện giờ Đức Phật đưa ra cái chương trình giáo dục mà đã xây dựng được thành cái lớp học thì làm sao được. Còn bây giờ chúng ta có chương trình giáo dục đưa chúng ta từ kiến thức không hiểu đến kiến thức hiểu. Và vì vậy mà cái chương trình giáo dục đạo đức của Đạo Phật phải có. Mà đạo đức của Đạo Phật là đạo đức vô lậu, thật sự đem đến sự bình an cho chúng ta. Cho nên cái chương trình giáo dục nó hẳn hòi, nó có, nó mới có Bát Chánh Đạo chứ. Cho nên vì vậy mà thời đại chúng ta phù hợp với giáo pháp của Đức Phật, triển khai trở thành một cái chương trình giáo dục đào tạo bậc A-la-hán. Những con người mà được học, thầy tin rằng họ sẽ chứng quả A-la-hán hoàn toàn, vì quả A-la-hán không phải khó khăn. Cho nên trong cái sự mà tu học thật sự đây á, thì nó lợi ích rất lớn cho bản thân của mấy con, và lợi ích rất lớn cho thế hệ chúng ta sau này. Điều thứ 9 như vậy điều thứ 8 điều yếu thứ 8 mấy con đồng ý, không có người nào có ý kiến gì phải không con? Rồi đồng ý. Điều thứ 9, tất cả tu sinh đều phải đi khất thực và chỉ dùng một lần ngọ trai đúng giờ quy định, không tự ý đem thực phẩm từ bên ngoài vào hoặc nhận thực phẩm từ người khác để dành dùng thêm phi thờ, để sống bình đẳng với những bạn đồng tu, trong khi có những người thân hay Phật tử cúng dường riêng thực phẩm hay tứ sự thì nên trao lại cho người quản lý về đời sống như cô Út để được phân chia đồng đều. Nghĩa là chúng ta có những cái phần nào đó thì chúng ta đưa lại cô Út, rồi cô Út cũng tự phân chia ra chúng ta trong cái ngày mà chúng ta, mặc dù là chúng ta được Phật tử cúng dường, nhưng vì có những Phật tử cúng dường thêm như trái cây, bánh mứt hoặc là mì gói hoặc là tất cả những thứ sự gì đó, thì cổ sẽ phân chia chúng ta mỗi ngày thêm một ít để chúng ta thọ đồng điều với nhau. Ở trong cuộc đời mà chúng ta thấy người giàu thì họ đầy đủ mà người nghèo thì thiếu một. Còn ở lớp chúng ta là lớp đạo đức, làm sao chúng ta sống bình đẳng với nhau, người nào cũng ăn uống như nhau, đừng có người nhiều người ít. Nghĩa là chúng ta phải sống như nhau như vậy, nó là có sự bình đẳng. Như vậy là điều thứ 9, mấy con đồng ý trên cái điều này rồi chứ? Điều thứ 10, tu sinh phải tu tập 4 thời, mỗi thời dài ngắn tùy theo thời khóa đã trình lên thầy phê duyệt, không ngủ phi thời, không gây ồn náo hoặc chứa ngại cho người khác, phải tự sắp xếp nơi kinh hành. Nghĩa là mình chọn lấy cái khu nào đi kinh hành thì mình giữ gìn chỗ đó mình đi. Còn cái người khác chọn chỗ nào đừng có đi lộn xộn mấy con. Đi bữa nay mình đi chỗ này, ngày mai mình lên chỗ kia. Như vậy là làm đậm mình mà đậm người nữa. Cho nên người nào chọn lấy cái vị trí, cái đoạn đường nào, và nếu mà các con chưa có cái đoạn đường đi kinh hành, đi kinh hành thì thầy sẽ nói với cô Út, sẽ tạo thêm những cái lộ, cái đường lộ, cái đường đi, để cho mấy con có cái khoảng đường đi, để khi bị buồn ngủ, bị hôn trầm, mấy con đi chánh niệm tỉnh giác. Thì nếu thiếu thì mấy con cứ báo cho biết là bây giờ trên con đường đó là có mấy người đi rồi, thì con không có có cái đoạn đường nào để mà con đi kinh hành. Vậy xin thầy cô Út cho con một cái đoạn đường nào, thì do đó chúng ta còn một khoảng đất, chúng ta có thể tạo những cái đoạn đường để mà chúng ta đi kinh hành, để giúp đỡ chúng ta sống tỉnh thức. Thì như vậy là chúng ta sẽ không làm động mình, động người. Thì điều thứ 10 các con có đồng ý trên cái sự mà trong cái sự đi kinh hành mà trong cái khu vực của mình không? Mấy con có đồng ý thì chấp nhận cái điều yếu đó. Điều 11, tuyệt đối không được tiếp duyên trò chuyện với bất cứ ai, dù là người trong hay người ngoài tu viện, nhờ ngoại trừ trưởng lão hoặc là trường họ có sự đồng ý của trưởng lão mới được tiếp chuyện. Không được tự ý đến thất hoặc đến gặp bất cứ ai về bất cứ việc gì, hạnh độc cư phải tuyệt đối giữ gìn. Bây giờ ở trong cái giai đoạn chúng ta chưa tuyệt đối lắm đâu, nhưng mà sau này thì rất là tuyệt đối. Bởi vì muốn đi đến cái chỗ mà làm chủ sinh già bệnh chết, muốn đi vào thiền định thì phải tuyệt đối, phải tuyệt đối độc cư. Cho nên chúng ta phải giữ cái hạnh độc cư cho trọn vẹn. Như vậy thì điều thứ 11 mà mấy con cũng chấp nhận chứ gì mấy con? Cố gắng mấy con. Đây thầy biết rằng đây rất khó, nhưng mà cố gắng chấp nhận để chúng ta đạt được.
Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta nói chuyện sơ sơ là nó không sao đâu. Mấy con rất là nguy hiểm, nó sẽ không đi tới đâu hết. Cho nên thầy nói nó bí quyết thành công của thiền định, tức là muốn nói cái sức làm chủ được sự sống chết của mình, muốn nói thiền định là nói cái sự làm chủ sống chết. Nếu mà không nhập được tứ thiền thì mấy con không làm chủ được sự chết của mấy con đâu. Cho nên làm chủ được sự sống chết của mấy con là ít nhất mấy con phải độc cư. Vì vậy mà bí quyết thành công của thiền định là độc cư, là sự phòng hộ mắt tai của miệng. Càng sống một mình, càng độc cư trọn vẹn thì mấy con mới xả hết tâm, mới ly dục ly ác pháp hết, chứ con khéo không bao giờ hết. Vì mấy con biết rằng khi mấy con tát một cái vũng nước cho nó cạn mà cứ để một cái mạch nước cứ chảy vào thì tát biết chừng nào cho xong. Thì sáu căn của mấy con đó là những cái mạch nước mà nó chảy vào, mà mấy con không phòng hộ, không ngăn những cái mạch nước đó thì nó sẽ tuôn vào tâm của mấy con, thì làm sao mà mấy con quét hết tâm, quét cho sạch. Đó là cách thức tu tập phải đúng. Không tự ý đi từ khu vực này sang khu vực khác, không tự ý cải tạo sửa đổi điện nước ở trong thất, không tự ý mở đường đi lối lại kinh hành, không tự ý đi kinh hành nhìn ngó vào thất người khác. Phải biết giữ gìn bảo vệ những vật dụng trong tu viện, sử dụng tiết kiệm điện nước. Khi tu tập mở điện, khi ngủ tắt điện, khi mở nước dùng thì phải lưu ý để tiết kiệm nước. Có nhiều người mở nước nó chảy suốt đêm, đó là để không coi như là mình không coi thường. Có nhiều người ngủ mà để đèn suốt đêm, cũng như hôm nay bên khu nữ thì thấy cây đèn ở bên ngoài, mấy con để sáng trưng không chịu tắt. Đó là mấy con thấy dù là một giây một phút nó vẫn là mình phải tiết kiệm từng đồng từng cát của mồ hôi thí chủ. Cho nên khi mà chúng ta tu rồi thì chúng ta tắt điện, đến giờ chúng ta nghỉ. Khi còn giờ tu thì hay hoặc là thức dậy tu thì chúng ta mở ra, chúng ta đi kinh hành. Đó là tất cả những điều kiện mà thầy đã đặt những cái công tắc ở bên ngoài đó để giúp cho mấy con tu tập, mấy con mở ra. Cẩn thận ý tứ giữ gìn bảo vệ như vậy mới không phí phạm của đàn na thí chủ. Đó là cách thức mình bảo vệ của chung và mình tiết kiệm mồ hôi nước mắt của thí chủ. Bởi vì đồng tiền, mấy con cứ nghĩ đồng tiền mà làm ra được rất là cực khổ vất vả lắm, nếu là đồng tiền lương thiện. Còn đồng tiền mà không lương thiện thì đồng tiền đó nó dễ dàng lắm mấy con. Chứ có đồng tiền mà làm ra mà được thì rất vất vả. Cho nên khi mà chúng ta phí một đồng một cắt của Phật tử là chúng ta đau xót lắm. Họ rất cực khổ lắm mới được đồng tiền. Vì muốn cho đạo đức, vì muốn cho Phật pháp trường tồn, họ tin Phật, họ cung kính Phật mà họ cúng dường cho chúng ta. Cho nên chúng ta là người biết tu thì chúng ta nên cố gắng tiết kiệm tối đa, trừ ra khi nào cần thiết chúng ta mới sử dụng, không cần thiết chúng ta không sử dụng. Thầy thấy trong thời Đức Phật rất là đỡ, là gì? Không có điện, không có nước, cho nên không có tốn hao. Khác thì xuống suối mà uống. Còn điện, đèn đó thì nhờ ánh trăng mà làm đèn. Cho nên sống dưới thiên nhiên nhiều hơn. Còn chúng ta bị lệ thuộc, đêm nào mà tắt điện thì mấy con thôi chạy tứ tung kiếm đèn này đèn kia. Thực sự ra chúng ta bị lệ thuộc đó mấy con. Đối với thầy ngày xưa khi thầy về đây chưa có điện nước đâu, nghĩa là thầy sống trong âm thầm, trong bóng đêm mà thầy tu tập. Cho nên thầy sống như thời Đức Phật. Còn thầy thấy bây giờ mỗi chút thì mấy con bị động tâm tất cả. Bữa nào mà cúp điện thì thôi chạy đến cúp xin đèn cày thì không biết. Còn cái thất của mấy con lỡ có cái điều gì mà cúp điện thì mấy con không yên tâm được, cũng chạy đi tìm làm sao cho có đèn có điện để mà sống mà tu tập. Thiệt ra chúng ta lệ thuộc vào vật chất quá nhiều mà không tự thấy được. Bởi vì mình phải nỗ lực cho riêng mình thì mình đừng bị lệ thuộc vào những điều kiện của điện nước nhiều lắm. Cho nên phải cố gắng để thực hiện trong một ngày, một buổi hay một đêm mà lỡ nó có hết nước, hết điện, chúng ta vui vẻ, không gì đâu mà phải sợ. Mình cứ nghĩ đến thời Đức Phật, ở một cái khu vực mà có cái dòng suối đó, rồi bao nhiêu người, rồi nước suối có sạch không? Nhưng mà vẫn uống, vẫn phải tắm giặt ở tại đó, các con thấy rất khổ. Còn chúng ta hiện giờ nó khác xa. Các con điều thứ 12 các con có thấy chấp nhận được không? Nếu chấp nhận được thì các con sẽ đó là cái điều mà mấy con đã chấp nhận. Không tự ý gửi thư qua lại bằng cách ném thư hoặc dùng điện thoại di động thì mấy con có chấp nhận điều này không?
mấy con chấp nhận cố gắng để thực hiện. Còn cái máy vi tính thì mấy con để dùng để mà đánh những cái bài học của mình rất tiện lợi. Khi mà sửa bài trên máy vi tính cũng rất tiện lợi, nó không phí bút mực mà nó cũng không phí giấy tờ nữa, mình sửa rồi nó rất là tiện lợi. Bởi vì thầy thường soạn thảo những bài tin sách đó, thầy soạn thảo trên máy vi tính, nó không hao giấy, nó không hao mực chút nào hết. Giữ gìn ba đức về cái quy ước 13 các con đã chấp nhận rồi. Bây giờ tới cái 14, tất cả tu sinh đều phải lập ba đức, sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, phải biết thương yêu nhường nhịn lẫn nhau, không gây phe nhóm trong tứ sự, gây bất hòa, gây ly gián chia rẽ, không bí mật tụm năm tụm ba xì xèo tin đồn nhảm, dù bất cứ trường hợp nào cũng không được to tiếng gây bạo động nơi tu viện. Mỗi tu sinh phải cố trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, có ý thức duy trì bảo vệ lớp học để tu sinh yên tâm tu học được viên mãn. Điều 14, ở đây cái mục đích chính của nó là mình biết thương nhau, biết nhường nhịn nhau. Người nào có nói một lời gì đó điều mình xả bỏ, không chấp, không tức giận họ mà nên thương. Đó là cái điều thứ 14 của người tu sinh ở tu viện. Như vậy là điều quy ước 14 các con có chấp nhận không? Tu sinh khi lao tác không nên tập trung 2-3 người. Các con, bởi vì ở đây mục đích của mình là sống độc cư mà nếu mình tập trung 2-3 người, như bữa hôm mà thầy thấy mấy con khuyên giá cái gì mà tập trung 3-4 người khuyên vậy là nó không đúng mấy con. Cho nên chúng ta sử dụng ít thôi. Nếu mà chúng ta gom lại một cái rác rồi nó ít, cho nên vừa đủ cái sức của chúng ta làm. Chúng ta nên làm riêng rẽ để chúng ta giữ, vừa giữ được tỉnh thức mà vừa giữ được độc cư. Nó những cái điều kiện rất cần thiết. Cho nên điều điều thứ 15, mấy con có chấp nhận điều này không? Chấp nhận thì rất tốt đúng không? Điều thứ 16, về đời sống của tu sinh phải thiểu dục tri túc, phải tam y nhất bát, tức là ba y một bát đó. Thì sự thật ra thì thầy ở đây thầy có cho bên nam thì được 2 bộ đồ ngắn, và bên nữ được 3 bộ đồ ngắn và một cái y thường hoặc cái áo tràng. Nghĩa là mấy con phải sử dụng, bởi vì chúng ta cái y thượng là cái y dấn của chúng ta, và đồng thời chúng ta còn cái áo tràng, đó là cái hình thức của đại thừa mấy con. Mà chúng ta là những người từ trong đại thừa ra thì chúng ta không nên dẹp bỏ những cái hình ảnh của đại thừa, mà chúng ta làm tốt được cái hình ảnh của đại thừa. Như chiếc áo thầy mặc đây là chiếc áo của đại thừa không? Nhưng mà thầy sẽ làm tốt được chiếc áo của đại thừa, chứ không phải gì đó mà chúng ta dẹp đại thừa, mà chúng ta làm tốt là đại thừa. Và cái áo nguyên thủy là cái hình sắc của Đức Phật, cái y thượng mà chúng ta dẫn như cô Diệu Minh dẫn đó, đó là cái hình sắc của Đức Phật ngày xưa. Cho nên chúng ta giữ được cái hình ảnh đẹp đẽ cao quý của cái người khất sĩ, cho nên chúng ta giữ nó. Cho nên chúng ta có, chúng ta không nhiều đâu mấy con, chúng ta có cái y thượng hình ảnh của Đức Phật, chúng ta có cái áo dài là hình ảnh của đại thừa, mà chúng ta từ bé chúng ta đã đi vào cái ngôi nhà đại thừa. Do bây giờ chúng ta được làm chủ sinh tử là chúng ta nhớ cái ơn của Đức Phật, cho nên chúng ta có y thượng. Và đồng thời đời sống chúng ta nó không thể nào là một cái bộ đồ mà sống được, do đó chúng ta phải có 2 bộ đồ người nam, còn người nữ thì phải 3 bộ đồ mấy con. Bởi vì người nữ rất là cực khổ hơn, tại vì cái cơ thể của họ nó phải có đầy đủ hơn một chút để cho họ giữ gìn trọn vẹn. Đó thì về vấn đề cái quy ước 16 thì mấy con đã chấp nhận không con? Có chấp nhận. Phải như vậy, 2 bộ đồ là tối thiểu của người nam, mà 3 bộ đồ là ngắn là tối thiểu của người nữ, và một cái áo tràng, một cái y dấn mấy con. Sau này mấy con trở thành tu sĩ đều là mấy con có mặc y dấn này hết, và đồng thời có một cái áo tràng như mấy con đang mặc đó. Tất cả những cái điều mà ở trên, những điều quy ước ở trên mấy con đã chấp nhận, thì ở đây coi như là cái bản quy ước này thì cô Huệ Ân là người già ở trong cái lớp học nữ, cho nên cô Huệ Ân đại diện cho bên ni và tất cả các tu sinh chấp nhận quy ước của lớp học. Thì ở đây thì theo cái quy ước này viết ra thì buộc mỗi con đều ký tên trong này, nhưng mà sự thật thầy nói đây là tự nguyện thôi mấy con. Được hay không được là do mấy con, chứ bắt buộc mấy con ký tên giống như nhà nước, tôi phải ký tên này, tôi để đơn lên, tôi xin là tôi chấp nhận như vậy. Thì đây là cái hình thức, nhưng mà sự thật là thầy muốn nói là cái lòng của chúng ta thôi,
chúng ta từ ở trong tâm cảm thấy chúng ta thật tình mà chúng ta quyết tâm tu để được giải thoát, thì chúng ta nỗ lực thực hiện cái sự giải thoát của chúng ta tu học mà thôi. Chứ còn bắt buộc ký tên như là cái pháp lý thì thầy không muốn điều đó, thầy muốn là tự nguyện tự giác. Đó là cái điều này. Nhưng mà cái dưới đây á, thì chúng con xin ý kiến phê duyệt của Đức Trưởng Lão. Nghĩa là muốn thầy phê duyệt, thầy thật sự ra ở đây thầy muốn mấy con tu chứng quả A-la-hán, chứ thầy không muốn phê duyệt cái gì hết. Thầy muốn mấy con tự giác để mà tu tập và tự thấy những cái điều trong quy ước mà được đặt ra như thế này. Thật sự ra thì thầy cũng không muốn đặt ra, bởi vì tu là lợi ích cho mấy con, chứ không phải lợi ích cho thầy mà cho người khác đâu, mà lợi ích cho mấy con. Mấy con có tu là lợi ích cho mấy con. Thì như vậy thì tất cả những cái điều quy ước này để đặt ra để chúng ta theo đó mà chúng ta đừng có phạm phải thôi. Chứ còn sự thật ra không phải là cái pháp lực mà gò bó khép buộc mấy con đâu. Nhưng mà thầy mong rằng các con cố gắng giữ được những cái điều quy ước này thì cái lớp học chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Và đồng thời sau này thầy sẽ cho photo cái bản này ra, cái bản này ra cho mỗi người một bản, để chúng ta thấy những cái gì mà sai trong quy ước á thì mình sẽ biết mình sửa lại. Chứ là con người thì phải có sai thôi, nhưng mà có sai mà chúng ta biết sửa đó là cái điều tốt. Đức Phật đâu có nói rằng chúng ta là thánh ở đâu, mà chúng ta nói con người từ thánh, nhưng biết sửa sai là thánh chứ gì. Cho nên ở đây chúng ta đưa ra cái quy ước này thì chúng ta sẽ xem 16 cái điều quy ước, chúng ta có phạm phải thì chúng ta sẽ cố gắng sửa lại. Chứ thầy không có phạt, bởi vì là một con người mà phạt mà đuổi thầy không nỡ, mấy con, thầy không nỡ làm cái điều đó đâu. Đối với thầy không muốn một người nào phải khóc, mà thầy muốn mấy con lúc nào cũng phải cười. Thì như vậy có một cái gì đó thì chúng ta nên tha thứ cho nhau và chúng ta cố gắng sửa lại thì điều tốt. Và đến đây thì coi như là cái bản quy ước chúng ta đã góp phần xong. Và ngày mai thì đến Nam thì sẽ góp phần cái quy ước này cho tất cả chúng Nam đừng có làm sai những cái điều ở trong quy ước, bởi vì có những cái sai ở trong tu viện mình rất nhiều. Do đó thì hôm nay là những cái bài của mấy con, và đồng thời tiếp tục trong cái giờ học này. Thầy có ý có gì mấy con? Thầy con có ý là như hôm nay ngày học thứ hai thì thầy ra thì bài để cho tụi con làm, thì qua một tuần sau cũng thứ hai ngã giải mạc, như vậy là nó tiện cho thầy. À, cái ý mỗi kiến lần này đọc một bài theo đúng một loạt vậy, ra đề nào thì làm cùng một loạt, rồi tới ngày về tuần sau là lựa góp cho thầy đầy đủ được. Vậy được không? Cái ý kiến của từ Đức thì mấy con thấy cũng như bữa nay thứ hai thì tuần sau mấy con sẽ nộp bài đó cho thầy, thì nó rất hay, coi như là cũng như là cái lớp học thật sự với mấy con. Thì hôm nay á thì thay vì thì chúng ta sẽ học những cái bài học kế tiếp của Định Vô Lậu, thì bắt đầu chúng ta sẽ học như là cái đạo đức nhân bản rồi. Bây giờ mấy con chưa làm thì các con cố gắng làm, và đây là những cái thời giờ mà còn dư thừa đó thì mấy con sẽ làm cái những cái bài đó về đạo đức. Mấy con thấy khi đọc lại mấy con thấy gì đó thì thêm những cái đạo đức để trở thành những cái bài học đạo đức cho chính bản thân mấy con, và cũng là những cái bài học cho những người sau mấy con. Chứ không phải mấy con viết rồi mấy con như cái bài luận của học trò viết rồi đem bỏ, nó không phải đâu, mà nó còn cái lợi ích rất lớn. Cho nên những cái bài của mấy con viết nó không phải bỏ. Cho nên có những bài của mấy con viết thầy thấy rằng cần thiết để đưa ra cái tập diễn đàn Duyên Như, hoặc là cái tập đặc sang do một cái người nào mà lo về cái đặc sang sắp tới, như trong cái dịp Tết nó sắp tới thì nó có những đặc sang, thì những cái bài đạo đức đó chúng ta sẽ đưa lên máy vi tính và chúng ta sẽ đưa ra đặc sang trong những cái dịp sắp tới, để những cái bài học của mấy con vừa học cho mình mà cũng vừa lợi ích cho những người khác. Khi người ta đọc người ta thấy ở cái lớp học này học đạo đức thật sự đó mấy con, nó có hay thì chúng ta vừa học mà lại vừa phổ biến nữa, đó là những cái hay. Cho nên trong những cái điều kiện cần thiết thì chúng ta có thể ngồi lại suy ngẫm lại những cái điều mà chúng ta đã học qua, và chúng ta sẽ ghi lại những cái hành động đạo đức, cái chỗ nào còn thiếu mấy con bổ sung thêm để trở thành cái bài học đạo đức sau này. Bởi vì 24 cái tập sách đạo đức
làm người mà thầy mới có viết được 2 tập, còn 22 tập chưa xong thì mấy con viết cái số lượng trang viết rất nhiều. Và đồng thời hôm nay mấy con viết những cái bài học đạo đức cũng nhằm bổ sung thêm những cái tập sách đạo đức của thầy sắp ra đời. Do đó cho nên vì vậy mà những cái bài của mấy con viết nó có nhiều cái thầy nói nó rất tuyệt vời, mà mỗi người nó có một cái cách thức viết của nó, nhưng đều là đi trong đạo đức, nói lên đạo đức của con người. Cho nên nó, những cái bài đó cần phải được mọi người đọc để giúp cho họ thấy được cái đạo đức mà chúng ta đã học. Vậy thì mấy con phải cố gắng, khi cái thời giờ đó nó không phải phí đâu, cũng là tu tập đó. Các con đừng nghĩ rằng mình ngồi viết vậy không phải tu tập đâu. Có tu tập rất nhiều đó, bởi vì nó nhắc nhở mình để xả tâm, để sống trong thiện pháp mà, để ngăn các ác pháp đó. Cho nên ngăn ác diệt ác pháp là bằng cách nào? Chúng ta từ lâu tới giờ chúng ta nghĩ là chắc có lẽ mình phải tu cái pháp gì, nhưng sự thật hôm nay là ngăn ác diệt ác thật sự đó mấy con, bằng cái tri kiến của chúng ta. Vì vậy mà càng thấm nhuần được cái thiện pháp thì chúng ta phải ngăn ác diệt ác rất là rõ ràng. Cho nên những cái bài đó nó có cái giá trị rất lớn, mấy con cố gắng ghi lại. Mặc dù là mấy con tóc đã bạc, tuổi đã lớn rồi, nhưng mà những cái bài mà viết đạo đức thầy thấy mấy con viết rất hay, vì kinh nghiệm cuộc đời của mấy con đã trải qua quá nhiều, những sự đau khổ đè nặng trên đôi vai của mấy con rất lớn, cho nên mấy con viết ra trong cái đời sống của mấy con, nhưng nói lên được cái đạo đức, nói lên được cái đạo đức của mấy con thực tế của cuộc đời đã dạy chúng ta có những cái đạo đức rất lớn, chúng ta mới sống được đến hôm nay. Nếu chúng ta không có cái đạo đức chắc, chúng ta sống không nổi với cuộc đời này đó. Đó, cho nên hôm nay mấy con ghi lại thầy thấy đúng là chúng ta mọi người đều có đạo đức, nhưng chúng ta không ngờ nó là cái đạo đức mà chúng ta đã vươn lên trên cuộc sống. Mà đến bây giờ mấy con 60-70 tuổi rồi, tóc bạc rồi, mà mấy con còn sống như đến hôm nay, mấy con giữ cái lớp, mấy con nhìn lại cái quá trình, cái thời gian của mấy con thấy đúng là nếu mà không vạch ra cái đạo đức này thì ai biết đạo đức mà các con đã từng sống trong đạo đức để bây giờ mấy con còn sống lại tới giờ phút này. Chứ nếu mà không có đạo đức chắc chắn mấy con đã chết lâu rồi. Trong cái khổ của mấy con chịu không nổi, mấy con chết lâu rồi. Nếu mấy con không có đạo đức nhân bản thì mấy con tự nó đã có. Bây giờ chúng ta viết là chúng ta nói lên cái đã có của chúng ta chứ có gì khác nữa. Nhưng mà hồi nào bây giờ chúng ta không nói thì chúng ta không biết mình sống đạo đức, nhưng mà mình vươn lên bằng cái sống của mình bằng đạo đức thật sự. Cho nên mấy con nói rất hay, mấy con dạy con rất hay, mấy con có những lời mấy con dạy con rất hay, làm cho người khác người ta đọc người ta rất xúc động. Thầy chân thành viết đến lời nói của ông thân của thầy. Thầy chính bây giờ thầy còn nói thầy rất xúc động khi mà thầy nhớ lời nói của ông thân. Đó thì các con biết cái lời nói ái ngữ rất là đạo đức mà chúng ta nói đời sống chúng ta, nhưng mà không ngờ là trong cái khi đó cái lời nói đó người ta ngày đó người ta nói, ông thân thầy nói, ông thân thầy có biết cái lời nói đó đạo đức đâu, đâu biết nghĩ là cái đó là ái ngữ đâu. Nhưng bây giờ chúng ta mới học được ái ngữ, chúng ta mới học được đạo đức nhân bản, chúng ta mới thấy lời nói đó là nhân bản. Làm cho đứa con bây giờ 60-70 tuổi rồi mà nhớ lại lời nói của ông thân mình phải rơi nước mắt, cái tình thương thấm thía vô cùng. Oai oai con. Cho nên cái học đạo đức rất là tuyệt vời. Chúng ta từng sống đạo đức mà chúng ta không hay biết. Lời nói của ông thân đạo đức rất đạo đức mà chúng ta không hay. Các con, bây giờ mấy con nhắc lại mấy con có thấy đó là đạo đức thật sự. Chỉ có chúng ta là những người học đạo đức, chúng ta mới vạch ra được cái hình ảnh, cái ngôn ngữ, cái hành động đạo đức đó để nói lên. Và đồng thời người ta giật mình, từ lâu tôi đã từng sống đạo đức đó mà tôi không biết. Chính chỗ đó là mở chỗ chúng ta thật sự là chân lý của con người mấy con. Cái chân lý nó có sẵn, nhưng không có Đức Phật nói ra chúng ta làm sao biết được 4 chân lý. Chúng ta đã có sẵn trong mọi người, nhưng mà Đức Phật nói bây giờ chúng ta mới biết đó là chân lý, phải không mấy con? Cái người mà dạy ra được, cái người dạy ra được cái có sẵn đó mà dạy ra được cho chúng ta hiểu, cái công lao rất lớn. Nếu người ta không dạy ra mình không biết. Còn bây giờ mấy con nói ra thì mấy con mới thấy được cái đạo đức mà mình từng sống, mà từng vượt lên cuộc sống đó là nhờ có cái đạo đức đó. Bây giờ mấy con mới sống đến một cái tuổi mà tóc bạc như thế này, da nhăn như thế này, mấy con mới sống được tới giờ này. Nếu mấy con thiếu đạo đức mấy con đã chết từ lâu rồi, chứ mấy con đâu có sống tới bây giờ. Các con hiểu điều đó. Thầy nói thật sự mấy con suy ngẫm đi. Nếu tuổi như mấy cháu trẻ như kia mà không có đạo đức, ít hôm nó sẽ tự tử nó chết hết. Bởi vì thật sự mấy con chịu không nổi mấy con. Cái cuộc sống nó quá khắc khổ, nó quá khổ. Mà khi đụng chuyện mà thiếu đạo đức thì chúng ta không vươn lên. Nhưng mà cái đạo đức nó tự đạo đức nhân bản, cho nên tự nó luôn xuất ra.
để nó giúp cho chúng ta có một cái sức sống, chứ nếu không có thì không thể nào sống được. Một người bạn gần bên mình trong hoàn cảnh mình quá khổ, mình muốn tự tử, lời nói ái ngữ của người bạn giúp cho mình vươn lên, mình sống được. Mấy con, cái câu chuyện mấy con thuật lại thầy thấy rất là thiết thực, đạo đức thật sự. Một người bạn có đạo đức mà chúng ta không ngờ, không ngờ họ là lời nói đó đạo đức, bây giờ nói ra chúng ta mới thấy đạo đức thật sự, để giúp cho người bạn đang trong cái hoàn cảnh khổ đó mà vươn lên trên cuộc sống của họ, họ sống được. Cho nên bây giờ tới cái tuổi mấy con già, mấy con biết bao nhiêu lần mấy con sống trong đạo đức nhân bản thôi, mấy con biết nó mới sống được tới bây giờ. Đời khổ lắm mấy con. Bây giờ chúng ta học đến bài vô thường mấy con. Bài này nó có cái sườn, có cái sườn rất đúng. Thầy muốn được cho đọc cái bài này để cho mấy con dựa theo đó mà viết cái bài thân vô thường. Bởi vì chúng ta nói đến các pháp vô thường thì chúng ta phải biết cách thức tư duy quán xét về vô thường không xa. Như trước kia mấy con học về đường đi của nhân quả mà không nắm được cái sườn của nhân quả thì mấy con biết được không? Nếu phóng chừng không có thập thiện, hành thập thiện của đạo Phật thì mấy con biết cái đường có chỗ nào mấy con đi không? Chắc chắn mấy con không biết. Đức Phật đã dạy ra cái đường đi để chúng ta thấy được thập thiện. Đó là con đường đi. Bây giờ đây cái bài này là cái bài thân vô thường mà của Nguyên Thanh viết. Nguyên Thanh có khả năng viết cái sườn rất hay, nghĩa là ít có lạc đề, nhưng cái những cái diễn tả thì nó mọi người đều có cái phong cách diễn tả khác nhau, chứ không phải. Nhưng mà cái sườn của Nguyên Thanh viết vậy thì Nguyên Thanh hãy lên đọc cái bài này để làm cái sườn để chúng ta nói về cái thân vô thường. Và thầy ước mong rằng những người mà có khả năng sau này sẽ trở thành những con người sống đúng đạo đức để làm gương hạnh cho những người khác, để hướng dẫn người khác đạo đức.